Tôi là Nguyễn Việt Hùng, là huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam boxing Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người tập luyện ở đòn số 2 trong boxing. Đầu tiên, tức là thế đứng thế thủ. Từ là đòn nào thì chúng ta cũng phải bắt nguồn từ đứng thế thủ. Đầu tiên thì chúng ta đứng hai chân chéo góc 45 độ. Sau đấy, tay phải, thân tay phải thì ép dọc sát vào bụng, vào bụng, vào thân người. Nắm tay phải thì sát vào cằm. Tay trái cách xa mặt khoảng 20 phân. Và nó ở dưới tầm mắt. Nó vừa dưới tầm mắt một chút. Đấy là thế đứng thế thủ ban đầu. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện đòn số 2. Khi thực hiện đòn số 2 thì bắt đầu phải kết hợp từ chân đến thân, xong vai, xong tay để thực hiện đòn đánh. Cùng kết hợp và xoay. Vừa đấm vừa xoay. 3. Sau đó rút về. Lặp lại. Sau đó rút về. Chúc các bạn tập luyện thành công.